hủ tiếu Nhà Bè. Đây, các bạn hãy tới đây. Ờ, đủ màu. Đủ màu luôn rồi. Hủ tiếu gốc. Đó, đây là cái bánh nè. Bên đây được trải nghiệm làm hủ tiếu luôn nè mọi người. Rồi để xíu đó, đó lấy lên. Rồi người ta sẽ lấy lên, người ta bỏ qua đây nè. Đây là bánh là bánh gì ta? Ôi. Ở đây nè mọi người, ở đây mọi người có thể trải nghiệm làm quay cái này. Trải nghiệm làm hủ tiếu luôn nha. Sau khi đổ cái bánh ra thì bật công tắc. Rồi giờ mình sẽ ăn bánh. Cái này gọi là bánh gì cơ? Bánh hủ tiếu ngọt. Bánh, à bánh hủ tiếu ngọt. Lạ quá. Quay. Mình mới vừa mua một phần bánh hủ tiếu ngọt. Cái bánh hủ tiếu ngọt đó, cái vỏ thì nó dai dai, bên trong thì nó mặn mặn, nó ngọt ngọt, ăn nó rất là lạ vậy nha. Nhưng mà nó dai, nó ngon, mà thấy không ngon. Thì hồi đó lúc mà mới xuống đây á, mình sẽ nói là đi lòn hủ tiếu thì mình cứ nghĩ là sẽ tấp vào lòn, tấp vào bờ để ăn nha. Nhưng mà thật ra lòn hủ tiếu ngay trên tàu luôn. Bánh to luôn nha mọi người. Cái bánh hủ tiếu to nha. Rồi, ok. Giữa một cái ao. Đổ cái ao luôn. Ờ. Ôi, nhiều vậy. Hết luôn. Rồi. Đặt xuống ngay giữa. Chán nhẹ nhõm từ chính giữa chán ra. À, chán nhẹ ra. Ờ, rồi. Mấy lớn được rồi, đừng bự nữa. Phải đảo nhiều vòng cho bột nó được đều. Dạ, à, dạ. Đảo okay. Đều. Ok, ờ, đúng rồi. Cho nó tròn tròn. Đúng rồi. Ba thôi nữa coi. Ba thôi nữa. Một. Hai. Hai. Ba, đóng nó lại. Ok. Rồi, đóng nó lại. Rồi. À, là cái bột này mình sẽ làm ra cái sợi hủ tiếu luôn á. Phơi nắng có 2 tiếng là mình mới đem vào ủ dầu ủ nước qua đêm luôn. Mình à phơi nắng 2 tiếng. Phơi nắng 2 tiếng ủ dầu ủ nước. Dạ. Ờ. Cái da của hủ tiếu dai cho nên nó dai, nó ăn nó ăn với nhân nó ngọt ngọt mặn mặn. Nó lạ. À vậy là bà. Đây là một phần nghe mọi người. Nha. Sau hấp bánh 1 phút thì mình sẽ cho mình lấy bánh ngay. Lấy cái bánh ngay nha mọi người, được không? Rồi. Rồi. Cái bánh thì dài. Chín mới rồi. À dứt từ đây cho nó dính lên, cho nó dính lên. Vào đúng vào giỏi quá. Rồi lên nha. Lên. Ôi ơi. Quá đẹp luôn. Ở cho mày nha. Ok. Lăn dài ra, đúng rồi, lăn. Rồi. Ở vậy rồi, cảm ơn mấy nha. Dạ. Đó, cuốn cho. Đây là sợi hủ tiếu thôi cắt. Nha, rồi. Ở đây cái máy này. À, máy chạy. Cho tay vô máy ăn hành. Ăn hành luôn. Cái này mà cho tay vô máy là ăn hành luôn nha. Ừ, rồi. Ok. Rồi cái đũa đi con. Rồi, dạ. Cái đũa đi. Tao đúng không con? Rồi, đúng rồi. Để nó chạy xuống mà con để. Dạ. Nằm bẹp xuống đây, nằm xuống đây. Dạ. Chạy xuống. Ok. Rồi. 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 Dạ. Cái này sẽ bắt con cái này nha. Đó cho bọn trẻ. Dạ. Trên hủ tiếu mình chét dầu. Dầu là ủ cho cái lớp này trồng lên cái bánh kia nó đừng dính dần nha. Dạ. À, thấy không? Cho nên mỗi lần mình ăn sợi hủ tiếu người ta hay bỏ dầu dập là dục dục đi ra. Chứ nó sao đúng không? Thì đằng sau cái đằng sau cái lượng dầu ủ nó sẽ đi ra. Dạ. Ok. Dạ rồi. Cảm ơn. Tôi cảm ơn cô. Nhớ cái hộp bánh mình còn để bên kia. Rồi.